các bạn nghe, Duy Mỹ sẽ quay các bạn tới nơi đây là đỉnh núi Sam, là nơi các bạn chân tiên, cảnh rất đẹp nha các bạn. Đá dựng đó các bạn, chỗ hót đó là giống chân tiên đó các bạn. Cách đây là nó quá xa, làm sao qua bển được. Đó các bạn, đó là bằng chân tiên đó các bạn, bự lắm nha các bạn, bề ngang cỡ 5 tấc và dài cỡ 9 tấc các bạn. Nó làm như cái thung lũng luôn các bạn. Cảnh trên núi nhìn xuống rất đẹp nha các bạn. Để mình đi qua đây coi có dấu chân gì không. Một cái bể đá nó cũng bự cỡ dài 50 tấn nha các bạn. Đây nè, anh quay cho các bạn coi đó. Đó là cái dấu đó, đây là chân tiên các bạn. Này là đúng là thiên nhiên tạo hóa thiệt các bạn. Nhưng mình muốn qua bên đó không biết sao qua, nguy hiểm nè. Mình đã có bản nguy hiểm như thế nè. Hẩm phía dưới. Rất đẹp nha các bạn. Rồi mình đi xuống các bạn ơi. Toàn cảnh luôn các bạn, đẹp lắm các bạn. Rồi mình đi xuống các bạn. Để kính chư Phật, quảng tụ, cúng dường. Ồ, đẹp quá.
Rồi thôi xin tạm dừng clip này nha các bạn. Hẹn lại clip sau. Bye bye.